Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi New và hãy cùng chúng mình cập nhật thông tin mới nhất của tập ngày nhé. Lee Min Ho cực bảnh trai. Trò tài ném bóng rổ điêu luyện trên phim trường phim mới của biên kịch người thừa kế, những hình ảnh mới nhất của Lee Min Ho trên phim trường The King The Eternal Monarch đã được fan hâm mộ chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Mới đây, những hình ảnh mới nhất của Lee Min Ho trên phim trường của bộ phim sắp lên sóng The King, The Eternal Monarch đã được các fan chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Được biết những hình ảnh này được chụp vào ngày 8 tháng 2. Theo như các fan cho biết, Lee Min Ho đã đến một sân bóng rổ tại thành phố Busan để thực hiện các cảnh quay cho bộ phim The King, The Eternal Monarch, cùng xuất hiện với Lee Min Ho là U Do Hoan và Kim Go Eun. Các fan cũng đã vô cùng hào hứng khi đã bắt gặp Lee Min Ho ở địa điểm quay phim và rất mong chờ ngày bộ phim lên sóng. The King: The Eternal Monarch là một bộ phim giải quyết chủ đề của các thế giới song song, ở một thế giới, hoàng đế của đế chế Hàn Quốc tìm cách đóng cửa, trong khi ở thế giới khác, một thám tử của Hàn Quốc tìm cách bảo vệ cuộc sống của anh và những người anh yêu thương. Trong phim, Lee Min Ho sẽ đóng vai hoàng đế Lee Gon, trong khi đó Kim Go Eun sẽ đảm nhận hai nhân vật khác nhau một là thám tử Dung Tae ở Hàn Quốc và tên tội phạm Luna trong đế chế Hàn Quốc. Dự án này, được đạo diễn bởi Baek Sang Hun, đạo diễn trước đây, từng làm việc với biên kịch Kim Eun Suk trong bộ phim truyền hình ăn khách hậu duệ mặt trời, trong khi đó, Kim Eun Suk là biên kịch nổi tiếng với các bộ phim truyền hình ăn khách như Người Thừa Kế, Hậu Duệ Mặt Trời, Yêu Tinh và Quý Ngài Ánh Dương. Theo kế hoạch, phim The King, The Eternal Monarch dự kiến được ra mắt vào nửa đầu năm 2020 chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn hãy bình luận phía dưới nhé